có gần một nửa số phụ nữ trên thế giới không được quyền tự chủ thân thể của chính mình. Đây là thông tin được đưa ra tại lễ công bố báo cáo tình trạng dân số thế giới năm 2021 với chủ đề Cơ thể tôi là của tôi, mưu cầu quyền tự chủ và tự quyết, do Quỹ Dân số Liên Hợp Quốc tại Việt Nam phối hợp với Bộ Nội vụ và Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tổ chức vào chiều nay tại Hà Nội. Đây là lần đầu tiên báo cáo của Liên Hợp Quốc tập trung vào chủ đề tự chủ thân thể, quyền đưa ra quyết định về thân thể của chính mình mà không phải lo sợ bị bạo lực hay phải để người khác quyết định thay cho mình. Không chỉ dừng lại ở những tổn hại sâu sắc với từng cá nhân phụ nữ và trẻ em gái, việc không có quyền tự chủ thân thể còn gây ra những tác động lớn như nguy cơ làm giảm năng suất kinh tế, suy giảm kỹ năng, gia tăng chi phí cho hệ thống y tế và tư pháp. Phát biểu tại buổi lễ, ông Nguyễn Tường Lâm, Bí thư Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh cho biết, với chủ đề của báo cáo tình trạng dân số thế giới năm nay được Liên Hợp Quốc đưa ra là Cơ thể tôi là của tôi. Hy vọng thời gian tới, công tác giáo dục giới tính được thực hiện toàn diện hơn với trọng tâm là bình đẳng giới sẽ giúp nam, nữ, thanh niên có được các kỹ năng tốt hơn về giới, được phát triển toàn diện và có kiến thức kỹ năng để tự chăm sóc và bảo vệ bản thân mình. Các đại biểu tham dự cũng đã thảo luận và nêu lên các hình thức để giải quyết hành vi xâm hại có thể dẫn tới các hành vi vi phạm khác về quyền tự chủ thân thể.